Xin chào cả nhà đã quay lại với kênh YouTube của Vẽ Tranh Tường Vinh Minh. Hôm nay đội nhà mình thi công trang trí tranh tường cho một quán cà phê ở tại khu vực Cầu Dứa, Phú Nông của Nha Trang. Như trên màn hình của cả nhà là đội nhà mình đang bắt tay vào ở công đoạn đầu tiên, đó chính là phác thảo, tạo bố cục cho tranh. Và từ đó mình sẽ hoàn thiện thành bố cục của tranh theo mẫu mà mình và gia chủ đã thống nhất. Nào, còn bây giờ thì mình xin mời cả nhà cùng theo dõi qua quá trình thi công hoàn thiện các tấm tranh tường tại quán cà phê bên Cầu Dứa, Phú Nông ở đây nha.